Kết quả đạt được trong công tác giải phóng mặt bằng được xem là dấu ấn nổi bật nhất của thành phố Vũng Tàu trong năm 2018, cũng như là từ trước đến nay. Tại sao thành phố Vũng Tàu làm được điều này và các địa phương khác trong tỉnh liệu có thể học hỏi được kinh nghiệm của thành phố Vũng Tàu hay không? Nội dung sẽ có trong phần trả lời phóng viên thời sự của ông Hoàng Vũ Thảnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa ông, thì bước vào thực hiện nhiệm vụ 2018 thì phải nói có một số chỉ tiêu thì tưởng chừng như là chúng ta sẽ khó thực hiện được. Thế nhưng kết thúc năm thì cái kết quả đạt được là đáng ghi nhận. Như vậy thì ông có thể cho biết là cái nguyên nhân vì sao ạ? Để triển khai công việc đền bù, đặc biệt là các dự án đã tồn tại, có những dự án 20 năm qua không xử lý được. Ủy ban bàn bạc và thống nhất xác định các nội dung là chúng ta cần tập trung gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với người dân. Đó là yếu tố then chốt để giải quyết. Song song với các nội dung đó thì thành phố nâng cao năng lực của các tổ chức và cán bộ làm trực tiếp công tác bồi thường giải phóng mặt bằng như ở phường xã, ở trung tâm phát triển quỹ đất và phòng tài nguyên môi trường. Thường xuyên họp định kỳ hàng tuần và đột xuất để giải quyết các vấn đề của dự án. Đặc biệt là yêu cầu của người dân trong việc gặp các cán bộ làm công tác bồi thường và gặp lãnh đạo thành phố. Chúng tôi chỉ đạo và thực hiện công tác là bất cứ người dân nào có yêu cầu một cách hợp lý, chúng tôi sẽ tiếp và giải quyết trực tiếp từng vấn đề cụ thể của người dân. Qua quá trình mà thực tiếp người dân thì chúng tôi nhận thấy rằng là có những vấn đề người dân đề xuất kiến nghị là phù hợp. Chúng tôi sẽ xử lý và giải quyết ngay. Với tinh thần đó thì phần lớn người dân đã chấp nhận cái phương án bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư của thành phố. Và kết quả này là một kết quả khả quan, thể hiện cả hệ thống chính trị đã tập trung vào cuộc cho cái công việc rất là quan trọng và rất khó khăn, đó là đền bù giải phóng mặt bằng, tạo sự đồng thuận của người dân trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ này. Trên cơ sở những kết quả đạt được của năm 2018 thì đối với thành phố Vũng Tàu, chúng ta đã đề ra những cái giải pháp cụ thể như thế nào để có thể hoàn thành được cái nhiệm vụ năm 2019 thưa ông ạ? Với những kết quả rất là tích cực và đáng khích lệ của năm 2018, nó là động lực rất tốt để đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố bước vào thực hiện kế hoạch năm 2019 và sẽ tổ chức triển khai ngay cái nội dung này để giao nhiệm vụ kế hoạch cho các đơn vị, phòng ban, phường xã và các cơ sở trên địa bàn thành phố tổ chức thực hiện kế hoạch 2019 tiếp tục được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của thành phố, đó là công tác đền bù giải phóng mặt bằng. Không chỉ riêng những dự án của ngân sách thành phố và những dự án của ngân sách đầu tư trên địa bàn, mà chúng tôi xác định cái việc đền bù này là việc đền bù của tất cả các dự án trên địa bàn, của doanh nghiệp đầu tư ngoài ngân sách cũng như các dự án đầu tư bằng nguồn vốn nước ngoài. Đây chúng tôi cũng xác định sẽ là những cái nguồn lực để sau khi giải phóng mặt bằng xong, các dự án đi vào hoạt động thì làm cho thành phố phát triển một cách tốt nhất, đầy đủ theo cái quy hoạch 1/10.000 mà Thủ tướng Chính phủ sẽ duyệt trong đầu năm 2019. Xin cảm ơn ông với những thông tin vừa rồi và cũng tin tưởng rằng với những cái giải pháp cụ thể mà thành phố Vũng Tàu vừa đưa ra thì năm 2019, đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố sẽ thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn ông ạ. Có thể thấy là việc tăng cường đối thoại và tiếp xúc với người dân, vừa để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, vừa để tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật của đảng và nhà nước là mấu chốt quyết định thành công trong công tác giải phóng mặt bằng của thành phố Vũng Tàu. Và nói đến đây, chúng ta cũng không thể không kể đến việc lãnh đạo thành phố đã quyết liệt chỉ đạo các phường, xã, đơn vị liên quan làm tốt công tác phối hợp, xét, thẩm định hồ sơ thu hồi đất, bồi thường, bố trí tái định cư cho người dân, nằm trong diện phải di dời, giải tỏa để thực hiện các dự án đầu tư. Thưa quý vị, vì sự phát triển của thành phố Vũng Tàu, của tỉnh, mỗi năm có hàng trăm hộ dân phải di dời, giải tỏa, phải chuyển đổi nghề nghiệp để nhượng lại đất cho nhà nước, cho doanh nghiệp, chăm lo đời sống cho các hộ dân sau di dời, giải tỏa, để cuộc sống của người dân an cư bền vững nơi ở mới là chủ trương nhất quán của đảng và nhà nước. Và nếu như chúng ta làm tốt điều này thì sự phát triển của tỉnh và các địa phương mới thực sự bền vững, được nhân dân đồng tình ủng hộ.